Minh Hằng nói chồng, anh là tài sản của tôi. Ngày 18 tháng 6 vừa qua, Minh Hằng đã chính thức về chung một nhà với bạn trai là doanh nhân Quốc Bảo. Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và cũng là dịp hội ngộ của dàn nghệ sĩ Việt. Sau lễ cưới, tuy không chia sẻ nhiều về chồng trên mạng xã hội, Minh Hằng vẫn gặp phải những ý kiến tiêu cực. Mới đây, cô đã có chia sẻ về người đàn ông sẽ đồng hành suốt cuộc đời với mình. Minh Hằng chia sẻ, tôi rất tự hào về người ấy của mình. Tôi yêu anh không cần che giấu, chỉ là tôi không muốn công khai với công chúng hay phơi bày lên mạng xã hội. Mọi người có bao giờ khoe mình sở hữu bao nhiêu tài sản đâu, anh là tài sản của tôi cũng muốn giấu như vậy, nhưng nếu hình ảnh vô tình lộ ra cũng không sao, tôi không cần đính chính. Về hình ảnh ông xã bị lan truyền trên mạng xã hội, Minh Hằng giải bày, những bức ảnh đó được chụp khi chúng tôi chưa sẵn sàng, chồng tôi đang nhắm mắt, hơn nữa ảnh chụp xa như vậy không ai đẹp được, tôi không muốn tốn thời gian đọc những bình luận tiêu cực, người có văn hóa sẽ không nói những lời như thế. Đó là một trong những lý do khiến chồng tôi không muốn xuất hiện, nhưng chuyện xảy ra anh không bận tâm vì đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi lấy vợ diễn viên. Anh còn nói đùa một tháng qua là thời gian tỏa sáng nhất cuộc đời anh, tên anh vào top tìm kiếm trên Google. Đám cưới của Minh Hằng được xem là một trong những siêu đám cưới của Vbiz, với không gian sang trọng, số tiền đầu tư lên đến hàng tỷ đồng. Thậm chí chiếc váy cưới mà bé heo diện trong ngày đặc biệt cũng trở thành tâm điểm bàn tán bởi sự đắt đỏ. Minh Hằng, tên đầy đủ là Lê Ngọc Minh Hằng, sinh 1987 tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2003, Minh Hằng bắt đầu tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật khi cùng ba cô gái khác lập một ban nhạc lấy tên là Pha Lê. Năm 2008, Minh Hằng cho ra mắt album đầu tay mang tên Một Vòng Trái Đất và trở thành bản hit đình đám một thời.